Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại với vlog của mình, kênh Trung Hậu Vlog. Hôm nay mình tiếp tục làm về đề tài là chiếc xe Mitsubishi Actra CVT 2020 và đầu năm 2021. Và clip này mình xin giới thiệu với các bác một số phụ kiện mình nên gắn trên xe khi mà chúng ta mua một chiếc ô tô mới về nhà, bởi vì chiếc ô tô mới mà chúng ta mua về thì nó gần như là không có cái gì hết. Chúng ta phải gắn vào, người ta gọi là gắn vào đồ chơi cho xe đó, thì để thứ nhất là để đảm bảo sự an toàn cho chúng ta, và thứ hai là để tăng cường cái sự tiện ích của chiếc xe. Và đây chính là chiếc xe hôm trước nha các bác. Hôm trước thì mình đã giới thiệu một clip ưu và nhược điểm của chiếc Mitsubishi Actra này rồi, và hôm nay mình tiếp tục làm những thứ gắn trên xe. Do dịch bệnh cho nên mình không có dám chạy xe ra nhà. Chạy xe ra nhà lỡ bị phạt 2-3 triệu rồi cũng tiếc lắm các bác. Cho nên mình quay tại nhà. Và không gian ở nhà thì hơi hẹp, các bác thông cảm nhé. Và dịch bệnh thì chiếc Future này mình mua cả tháng rồi mà chưa được làm giấy tờ xe nữa nè các bác. Rồi chúng ta quay trở lại vấn đề. Chiếc này, chiếc xe, một chiếc ô tô mới, cụ thể là chiếc Mitsubishi Actra này, khi mua về nhà chúng ta nên gắn cái gì? Đó là thứ nhất là chúng ta nên gắn phim cách nhiệt các bác nhé. Phim cách nhiệt á thì có nhiều loại lắm. Thông thường các bác có thể trả giá, kêu những bạn sale xe đó có thể tặng cho mình một loại phim cách nhiệt rẻ cũng được, có thể là loại 2-3 triệu, 3-4 triệu. Sau đó một thời gian, nếu mà các bác có điều kiện nâng cấp lên á, thì các bác có thể thay thế phim cách nhiệt cao cấp hơn, có thể 8 đến 10 triệu hoặc là mười mấy triệu. Thì cái thứ đó, những loại phim cách nhiệt đó các bác có thể tìm hiểu trên thị trường. Và cái loại phim cách nhiệt của mình là loại phim cách nhiệt hai tách các bác nhé. Đây mình mở cho các bác xem. Hai tách. Mình xin lỗi, là hai cool. Đây, cái mã phim cách nhiệt đây. Mình không bắt nét được, hai cool. Phim cách nhiệt là hai cool. Bởi vì sao? Bởi vì á, dán phim cách nhiệt này nè, tuy là các bác thấy nó hơi tốn tiền nhưng mà thực sự là nó tiết kiệm nhiều thứ lắm. Thứ nhất là nó bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Thứ hai, bởi vì sao nó bảo vệ sức khỏe? Bởi vì nó tránh những tia cực tím nè, những tia UV, tia cực tím, rồi nó làm cho chúng ta chống lại những cái sốc nhiệt nữa. Ví dụ như ngoài trời giữa trưa mà các bác đi mà không có phim cách nhiệt này, mình đảm bảo các bác rất là mệt luôn. Bởi vì sau khi mình dán phim cách nhiệt rồi thì mình đi giữa trưa lúc 12 giờ 1 giờ mà có máy lạnh luôn nha, mình vẫn cảm giác đôi khi rát da đó. Và một vài hôm đầu á, mình đi chạy từ xe về nhà chưa có dán phim cách nhiệt thì mình cảm giác nó rất là nóng. Và đó chính là ưu điểm của phim cách nhiệt. Và thứ hai nữa, khi mà phim cách nhiệt, các bác dán phim cách nhiệt rồi thì xe của các bác đỡ hấp thụ nhiệt độ từ bên ngoài hơn, cho nên máy lạnh của nó hoạt động ít hơn. Máy lạnh của nó hoạt động ít hơn làm cho xăng của các bác tiết kiệm hơn. Đó chính là ưu điểm của dán phim cách nhiệt các bác nhé. Cho nên điều đầu tiên khi về nhà là dán phim cách nhiệt. Nhiều bác bảo là các bác bán xe hay nói dán phim cách nhiệt để quảng cáo cho những hãng phim cách nhiệt, nhưng mà thực sự không có quảng cáo đâu, bởi vì đó là một điều thực sự cần thiết khi mà các bác mua chiếc ô tô mới về nhà. Thứ hai là sau khi dán phim cách nhiệt, cái đồ chơi thứ hai các bác nên gắn đó là gì? Đó là một chiếc camera hành trình các bác nhé. Đó là chiếc camera hành trình. Đây, xin lỗi, ở trong này hơi tối. Camera hành trình của mình là cái loại B39 của Vietmap. Thông thường á, thì những cái đồ chơi khác mình gắn loại rẻ tiền thôi, nhưng mà cái camera hành trình này mình xài luôn của Vietmap. Giá tham khảo ở trên trang Vietmap á, thì mình tham khảo hiện giờ á, là khoảng 3,5 triệu cho đến 3,6, khoảng 3,5 triệu, 3,6 triệu. Nhưng mà lúc đó mình không biết, mình nhờ một bạn bên lắp ráp xe lắp cho mình là 4,5 triệu, sau đó thì mình mới biết, mà thôi kệ đi, xem như mình tặng cái chi phí lắp ráp cho bạn ấy thì vài trăm ngàn cũng không được, cũng được, cũng không thấy tiếc, bởi vì bạn ấy nói chuyện cũng hiền lành và có vẻ cũng khó khăn. Đó là camera hành trình. Bởi vì sao chúng ta nên lắp camera hành trình? Mình thực sự là sai lầm khi mà lắp camera hành
trình sau khi mua chiếc xe này khoảng một vài tháng các bạn, bởi vì mình mua chiếc này là chiếc xe trả góp, cho nên lúc đó thì ưu tiên đầu tiên của mình là phim cách nhiệt và những thứ khác mình chưa cố gắng. Lúc đó cũng hết tiền rồi, tại mua trả góp mà đâu có tiền dư giả như những bác khác mà mua nguyên một con xe đâu. Và sau đó thì mình chạy một thời gian thì mình thấy có những cái tình huống mặc dù mình chạy cẩn thận nhưng mà xe máy nó tăng đầu, hoặc là mình thắng đột ngột bởi vì sai lầm, lỗi lầm của xe khác. Cho nên gắn camera hành trình này nè là để bảo vệ chính các bác. Các bác đừng có tiếc tiền mua lắp một cái camera hành trình nha. Camera hành trình nó có nhiều loại lắm, có loại trên 1 triệu, có loại thậm chí là 7-8 triệu luôn. Các bác mua loại nào cũng được, miễn các bác túi tiền của các bác phù hợp với loại nào. Nhưng mà điều đặc biệt là các bác nên gắn camera hành trình. Đó là thứ để bảo vệ các bác khi các bác xảy ra, không may xảy ra tai nạn. Rồi, những thứ khác mình gắn trên xe này nữa, đó là cảm biến áp suất lốp. Đây các bác thấy, sau khi mình vừa mở ra cảm biến áp suất lốp, cái này là cảm biến mình mua ở trên Shopee khoảng 300 mấy chục ngàn thôi, có nhiều giá lắm. Mình thấy shop nào mà có đánh giá cao thì mình mua, nhưng mà mình thấy xài cũng tương đối được các bác. Đây, cảm biến áp suất lốp xài bằng năng lượng mặt trời. Mình đậu một tuần rồi đó, nhưng mà pin mình đậu một tuần mình không ra ngoài rồi đó, nhưng mà pin của nó vẫn còn. Cảm biến bánh trước, bên trái, bên phải, bên sau, bên trái, bên phải. Mình thấy chỉ số này tương đối là chính xác. Bởi vì sao mình biết? Khi mà mình đi bảo dưỡng xe đó, thì khi mà đem xe về á, mình hỏi mấy em đó là bơm áp suất lốp ở trong hãng là bao nhiêu, mấy em đó nói là 2,2 kg. Thì đúng, mình đem về nhà mình gắn cái áp suất lốp này vào thì đúng là 2,2 kg thật sự các bác, 2,2 kg. Và nhiệt độ và những cái con số xung quanh đó, số 30, số 29, số 28 đó, đó là nhiệt độ của lốp xe. Và khi các bác chạy ở trên mặt đường á, thì cái nhiệt độ này nó tăng lên, tương đối là chính xác các bác nhé. Và cái sản phẩm này á, thì nhiều bác nói là nên mua loại tốt, loại 1 triệu mấy, thậm chí 2 triệu luôn. Và có những bác gắn áp suất lốp thì gắn chỗ này nè, gắn chỗ này nè. Thì những thứ đó là những thứ có tên tuổi, mình khuyên các bác nên mua những cái sản phẩm có tên tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mua sản phẩm có tên tuổi thì chúng ta được bảo hành, rồi chúng ta hạn chế hư hỏng vặt. Còn mình mua lại rẻ tiền, bởi vì mình mua xe trả góp cho nên tiền bạc có hạn, có ngân sách. Khi nào mà mình đầy đủ dư giả hơn á, thì mình sẽ mua những loại tốt các bác nhé. Và đây chính là cảm biến áp suất lốp sau khi mình gắn vào, nó sẽ như thế này. Đây, nó nhược điểm của nó đó là khi mà các bác lắp vào á, thì các bác sợ bị trộm, đúng không nào? Trong này nó có một cái khóa để gắn lại. Thì hôm khác mình sẽ làm một clip hướng dẫn chi tiết và chúng ta lắp ráp cái cảm biến áp suất lốp này ở ngoài như thế nào. Còn áp suất lốp trong thì các bác phải gắn tại những hãng, nó phải gỡ cái lốp này ra nè mới gắn vào được. Còn các bác tự gắn thì nên mua cái áp suất lốp ngoài được rồi ha. Có những loại nó rất là tốt. Bốn bánh thì là ký hiệu của bốn bánh, đằng trước bên trái, đằng trước bên phải, đằng sau bên trái, đằng sau bên phải, nó khác nhau ha. Các bác cứ theo thứ tự hướng dẫn mà làm thôi. Thứ hai là mình mua nữa, các bác thấy kế bên của mình có cái gì không? Kế bên cái cảm biến áp suất lốp có cái máy này, mình sẽ khởi động lên cho các bác xem. Các bác biết cái này là cái gì không? Cái này gọi là cái HUD. Đây, các bác thấy số của nó hiện lên không? Nó hơi, mặc dù ở đây á, thì mình thấy nó hơi mờ đây. Các bác thấy số 0 không? Số 0 có nghĩa là số km. Số 0 có nghĩa là số km. Hiện giờ chiếc xe đang đứng yên thì là 0 km. Khi mà mình chạy á, thì cái con số này nó sẽ tăng tương ứng với cái số km hiển thị ở trên bảng đồng hồ này. Do đó khi mà các bác chạy ở những tốc độ cao như là 50, 60 hoặc là thậm chí những cái con đường vắng, đường quốc lộ á, các bác chạy ở tốc độ 80 đến 90 cm, đây cái con số này đây, 80 đến 90 cm, thì một vài giây các bác liếc xuống đồng hồ số xem á, thì những lúc đó các bác không có nhìn được đằng trước, nó rất là nguy hiểm các bác. Mình đã chạy ở trên cao tốc lộ tẻ rồi, khoảng 100 km/h có những đoạn đường như vậy, thật sự là mình không dám nhìn xuống đồng hồ số luôn. Bởi vì khi mà chúng ta liếc xuống thôi thì những cái sự cố ở trên đường đôi khi chúng ta không có kịp xử lý đâu. Và cái HUD giải quyết cái vấn đề đó. HUD là cái này, là
bộ phận hắt cái tốc độ hiển thị số km trên đồng hồ số lên cái kính lái của chúng ta. Và thông thường thì ở đây nó có cho một cái miếng dán phản quang nữa, nhưng mà mình xài được khoảng vài ngày thì mình thấy nó giống như là một cái kiến bị rách dán vào, giống như là mặc cái áo bị vá vậy đó, cho nên mình gỡ cái kiến nó ra. Nhưng mà sau khi gỡ ra đó thì mình chạy ngoài đường mình thấy vẫn nhìn thấy rõ nha các bác, chứ không hề mờ nha. Và cái HUD mình khuyên các bác mua thì mình thích của hãng Vietmap, bởi vì Vietmap nó xài chất lượng và cũng có một đội ngũ update phần mềm thường xuyên. Mình rất là thích cái HUD mới ra sau này, 3 triệu mấy, có gắn luôn cảm biến áp suất lớp luôn đó là 4 triệu mấy. Nhưng mà ngân sách mình có hạn cho nên mình mua cái này. Cái này chỉ có khoảng 300 ngàn thôi, ở trên Shopee á. Các bác cứ gõ HUD, cái này hình như là cái hiệu là A5C200 hay là A200 đó, mình quên tên này. Hôm nào mình sẽ làm clip giới thiệu từng sản phẩm riêng để các bác được rõ hơn nha. Như vậy là sau khi chúng ta gắn camera hành trình, gắn cảm biến áp suất lốp, rồi cái HUD ở trên kính lái, thì những điều mà các bác nên gắn để đảm bảo tính tiện nghi của các bác là gì? Đây mình có mua thêm cái này. Cái này là cái sản phẩm gắn trên xe ô tô. Nhiều bác á thì nói là thay thế màn hình LCD này bằng cái Android thông minh. Thì mình thấy bác nào có dư giả điều kiện thì cứ thay thôi. Nhưng mà mình xài trực tiếp của cái chiếc xe Mitsubishi này luôn. Mình gắn cái này để chi? Để chủ yếu là cho con gái mình nó coi YouTube ở trên xe. Con gái mình năm nay 4 tuổi. Đôi khi trên xe nó đòi coi phim hoạt hình thì mình gắn coi thôi. Chứ thực sự mình cũng ít xài đến các bác. Thậm chí là đôi khi mình gắn ở đây mình cũng không nhớ là mình điện thoại mình gắn trên đây luôn. Bởi vì khi mình lái xe đó, mình đảm bảo với các bác luôn là các bác tập trung lái xe, chứ ít khi nào mà xem điện thoại, xem thông tin này kia lắm. Còn bản đồ ở đây á, còn chủ yếu thông tin mà chúng ta xem khi lái xe đó là bản đồ. Thì cái Android Auto của cái màn hình GVC này kết nối với điện thoại rất là tốt, nên các bác cứ cắm vô là nó nhận thôi. Cho nó rất là tốt, do đó mình rất hài lòng với phần mềm Android Auto trên chiếc xe này. Còn cái này là mình gắn thêm cho con gái mình. Và nhiều bác á thì hay hỏi là cách cài YouTube ở trên này. Thì mình đã cũng từng cài, hiện giờ chiếc xe này cũng đã cài YouTube ở trên này rồi luôn. Nhưng mà thực sự á là mình sau khi cài thì mình thấy nó không có như kỳ vọng. Bởi vì cái con chip nó chậm lắm các bác. Con chip nó chậm lắm. Mình xài YouTube nó cứ giật giật vậy đó. Và mình cũng ít khi nào mình xem YouTube trên đó nữa. Có lần đó mình vừa mới cài xong mình cũng xem thử, mình chạy một quãng đường mà mình thấy cái độ phân giải nó thấp, rồi tốc độ nó chậm, cho nên mình không có xài nữa. Và các bác, đôi khi các bác không có cài được YouTube ở trên đó thì các bác cứ muốn cài, nhưng mà thực sự là cài xong thì các bác cảm thấy mình không có dùng tới đâu. Mình, nếu mà các bác muốn xài YouTube thì các bác nên gắn một cái chân điện thoại như vậy thì các bác tiện hơn, khỏi cần cài ở trong kia các bác cũng không có dùng tới. Và hôm nào thì mình sẽ hướng dẫn một clip mình cài cho nó như thế nào, mình cài YouTube ở trên cái đầu GVC của chiếc Mitsubishi Atra này như thế nào. Và sản phẩm tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu với các bác đó chính là cái bơm lốp xe. Bơm lốp xe rất quan trọng ha, bởi vì khi nào mà mình thấy lốp xe mình mềm á thì mình sẽ bơm lên. Bơm lốp xe thì mình cất ở dưới cốp ở đây. Mình xin lỗi, cái ở dưới cốp xe là mình cất cái máy hút bụi máy hút bụi của chiếc xe. Đây là cái máy hút bụi dùng cái nguồn điện của chiếc xe, mình dùng được cũng vài lần. Cái máy hút bụi này thì rẻ thôi, vợ mình mua cho mình 200 mấy chục ngàn, cũng ở trên Shopee luôn. Thì thông thường mình mua những đồ rẻ rẻ trên Shopee thôi. Và cái máy này mình thấy nó chỉ hút được những cái bụi nhỏ thôi, còn bụi lớn như là viên đá khoảng 2-3 cm là nó không có hút được đâu. Nhưng mà những cái vụn nhỏ như là mẫu bánh mì này kia đó thì các bác có thể hút được. Nói chung là có thì còn hơn không. Và mình đánh giá là thực sự cái khả năng hút của nó không hiệu quả. Khả năng hút của nó không hiệu quả hay các bác. Các bác nên mua một cái máy hút bụi xài điện á. Khi nào chúng ta hút á thì chúng ta ghim trực tiếp vào điện 220 ở nhà luôn. Bởi vì khi mà chúng ta vệ sinh xe thì lúc nào chúng ta cũng ở nhà thôi, chúng ta đâu có đi đâu đâu.
ít khi nào mà chúng ta vệ sinh xe ở dọc đường đúng không nào? Do đó mình khuyên các bác là không nên mua cái máy hút bụi xài điện 12V nha, bởi vì lực hút nó yếu. Các bác nên mua máy hút bụi xài bằng điện 220 và để sẵn ở nhà, khi nào mà cần hút thì chúng ta xài. Rồi, cái hồi nãy mình nói là cái đồ để máy bơm bánh xe để dưới này. Ồ, xin lỗi các bác, thật sự là nãy giờ mình kiếm cái bơm áp suất lớp đó không có thấy, không biết mình để lạc ở đâu rồi nữa. Thông thường mình để ở dưới cái ghế đó, không biết có bị mất không nữa. Thông thường mình để ở dưới cái ghế lái của mình đó. Rồi cái bơm áp suất lớp thì nó tiện lợi, nó sử dụng điện của chiếc xe của mình luôn. Đôi khi các bác chạy ở ngoài đường á, các bác thấy cảm biến áp suất lớp của chúng ta giảm xuống 1,8 1,9, khi đó thì không có đảm bảo an toàn cho các bác, thì chúng ta nên dừng lại và bơm lốp xe lên nha các bác. Và cái máy đó thì mình xài một thời gian á, mình bơm được khoảng 2-3 lần á, thì mình thấy nó xài cũng ổn. Mà không biết sao nãy giờ mình tìm mà không gặp, thì hôm khác mình tìm được, hoặc là nếu mà nó mất mình mua cái khác á, thì mình sẽ nói cho các bác biết. Ngoài những cái thứ mà đảm bảo sự vận hành của chiếc xe được tốt như là những thứ mà mình chia sẻ đó, thì mình có trang trí thêm một số thứ, đó chính là cái viền chân kính ở đây. Viền chân kính thì trong cái clip trước giới thiệu ưu nhược điểm của chiếc xe thì mình đã nói rồi đó. Cái viền chân kính này nó làm cho chiếc xe của các bác tăng thêm độ sang trọng. Thông thường thì cái đó là viền của chiếc xe là nó là màu đen luôn, mình gắn cái viền inox vào. Và cái viền này một bộ viền á, là hai bên cánh trước cánh sau, đằng trước đằng sau nữa, thì mình mua khoảng 180 ngàn. Và không biết sao mà mình đặt lộn các bác, mình đặt lộn mà nó gửi về cho mình tới hai bộ luôn, mình còn dư ở đây nè. Mình định chia lại mà sợ các bác nói là mình mua đi bán lại, thôi mình để dành luôn. Khi nào cái viền chân kính đó chày á thì mình gắn lại. Nhưng mà cái này chắc khó chày lắm, bởi vì nó nằm ngay đây mà sao chày được, thì cái đó coi như mình để dành mình xài luôn. Thứ hai mình gắn nữa là cái này, cái logo ở đây, để mình thấy khi ánh sáng chiếu vào đó, thì nó sẽ có một cái ánh kim lên, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cái logo của Mitsubishi, cái này thì mình mua ở trên mạng thôi, mua trên Shopee các bác tìm nó vài chục ngàn thôi, mua trên Shopee các bác có thể gắn vào ở đây cũng được. Rồi mình nói thêm nữa là những bác nào mà nhà có em bé thì chúng ta nên gắn thêm một cái biểu tượng của trẻ em, giống như xe của mình thì có biểu tượng là baby on board, hoặc là những cái biểu tượng gắn trên này. Lúc mình đặt mua thì mình đặt cái màu trắng gắn trên đây nè thì sẽ đẹp hơn, nhưng mà không có hàng, bởi vì người ta mua nhiều quá không có hàng, cho nên mình mua cái màu đen. Màu đen á thì không có chỗ nào trống để dán hết, cho nên mình để ở cái biển số như thế này, mình thấy nó cũng không được đẹp lắm, nó hơi bừa bộn với các bác, nó hơi chật á, bởi vì ở đây có cái logo em bé, rồi bên này thì có cái thêm cái camera sau nữa. Camera này là camera hành trình nha các bác, chứ không phải camera lùi nha. Camera lùi của chiếc xe là bên này. Đây, camera hành trình là trong cái gương hành trình hồi nãy mình nói đó, cái B39 của Vietmap đó. Đây, mình thấy ở đằng sau này nó hơi chật đúng không nào? Cho nên cái tem này là mình mua màu trắng hoặc màu vàng mình gắn ở đây nè, nó sẽ đẹp hơn. Và mình nói thêm nữa là sau khi mình gắn cái tem này nè thì mình cảm giác á, là mình chạy chậm mình không có ngại. Mình chỉ chậm mình không có ngại, nhưng mà nhược điểm là các bác gắn cái tem em bé ở trên xe lên á thì xe khác hay xin vượt mặt các bác lắm, bởi vì xe khác cứ nghĩ á, là các bác lúc nào cũng chạy chậm, mà thực sự mình chạy chậm thiệt, mà cũng chậm vừa vừa thôi chứ không có chậm đến mức người ta khó chịu luôn nha. Khi mà mình gắn cái tem lên á thì mình thấy người ta hay xin vượt mặt mình, thì đó là cái cảm giác của mình thôi. Ngoài ra thì mình còn gắn những gì trên xe nữa, đó là mình gắn thêm cái gương cầu lồi này nè các bác. Cái gương cầu lồi này có tác dụng đối với những lái mới như mình rất là tốt. Đây mình sẽ cho các bác thử xem cái góc nhìn nó sẽ như thế nào. Đây là cái kính hậu của các bác, khi nhìn thì các bác sẽ không thấy được cái phần bánh sau đúng không? Và khi gắn cái kính lái này vào thì các bác thấy được cái bánh sau. Các bác thấy không? Đây. Khi gắn kính lái này vào các bác thấy được cái bánh sau, thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong những trường hợp mà các bác
không có gắn camera 360 độ á, thì các bác có thể dựa vào cái gương cầu lồi này, các bác có thể biết được vị trí của bánh sau của chúng ta ở đâu. Và nhất là những trường hợp mà các bác lùi xe mà các bác đậu sát lề á, thì cái gương cầu lồi ở phía bên phải này nè rất là có giá trị luôn nha các bác. Các bác biết được là chúng ta có đậu sát lề hay là không, nó rất là có giá trị. Một cặp gương cầu lồi này thì mình nhớ có mấy chục ngàn thôi, nó rẻ tiền nhưng mà nó mang lại hiệu quả sử dụng rất là cao. Rồi tiếp theo, những thứ mà mình gắn nữa đó là cái gì? Đó là cái các bác thấy ở đây nè, tối quá không thấy rõ, ở chỗ cái kiến này nè, mình có dán một cái lớp mình có dán một lấy cái lớp miếng dán chống nước, khi mà nước nó rớt vào đây á thì nó sẽ trôi tuột qua cái miếng kiến này luôn, nó không có động lại làm cản trở quan sát của chúng ta. Nhưng mà thực sự á là mình khuyên các bác là nếu mà mua đó thì mình mua hai bộ. Bởi vì sao? Bởi vì mình giải thích ở đây, một bộ á thì nó tặng vào hai cái kính hậu đúng không, và một bộ thì mình nên dán chỗ này. À các bác hiểu được không, hiểu được vấn đề chưa? Nếu mà chỗ này cái kiến nó trong nhưng mà cái chỗ này cái kiến nó bị nước mưa đục, thì khi các bác ngồi ở bên trong đó, các bác nhìn ra đó, thì chắc chắn nó cũng bị mờ phân nửa. Cho nên nếu mà mua đó, mình khuyên các bác mua hai bộ. Bộ thứ nhất là gắn hai vào hai kính hậu bên này, vào hai kính hậu hai bên, và bộ thứ hai thì mình dán chỗ cái này để đảm bảo nước sẽ không động lại những cái vùng này, cho cái góc nhìn của các bác được tốt hơn. Tiếp tục, thứ tiếp theo mình gắn ở trên xe nữa, đó là cái phần này nè. Mình thấy bước lên bước xuống nó rất là dễ chày. Và có những ốp inox á, thì mình không có thích dán ốp inox nhiều quá. Nhìn xe inox nhiều quá thì mình thấy nó hơi rẻ tiền các bác. Có những chỗ mạ chrome thì nó sang thôi, còn ốp inox nhiều quá thì nó hơi rẻ tiền. Cho nên mình dán cái này, cái miếng dán cao su cũng có khoảng trên 100 ngàn hay mấy chục ngàn gì đó. Mình không nhớ nữa, để mình lục lại cái hóa đơn mình cho các bác xem. Mình mua một bộ đó, mình dán được tới 4 nơi luôn. Đằng trước, đằng sau, hai bên luôn. Rồi, những chi tiết nào mình dán nữa. Và cuối cùng là mình dán ở đây dùng để trang trí thôi. Và cái này thực sự là mình mua mình thấy uổng tiền quá à. Hình như mình mua cũng trên 100 ngàn đó, nhưng mà nó không có hiệu quả về mặt thẩm mỹ nhiều. Cái này là thứ mà mình thấy uổng tiền nhất ha. Các bác đừng có mua thứ đó. Thêm một chi tiết mà mình trang trí cho chiếc xe của mình, đó là cái chữ ký của chiếc xe. Thông thường cái chỗ này nè, các bác hay dán cái gì mà Sport Mile vậy đó, mình cũng không rành nữa. Nhưng mà mình thích là mỗi xe có một cái sự khác biệt khác nhau, cho nên mình dán tên của gia đình mình. Nhưng mà mình đặt hàng á, thì cái này rẻ thôi, 60 ngàn hay là 30 ngàn gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Được hai cái logo ở đằng trước với ở đằng sau, cái này là ở đằng trước nè. Nhưng mà khi mình dán lên rồi á, thì mình thấy logo này nó hơi nhỏ. Nếu mà nó được to gấp đôi á, thì sẽ tốt hơn, đúng không? Dán nó hơi nhỏ, nó giống như là một cái vết gì trên xe vậy đó, nhìn nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà đằng sau á thì mình thấy nó rất là đẹp nha các bác. Ở đằng sau mình thấy nó rất là đẹp. Nó gần tương tự kích cỡ của chữ Astra bên kia, cho nên mình thấy nó rất là cân đối. Còn đằng trước á thì nếu mà các bác có đặt á thì mình khuyên các bác là đặt kích cỡ lớn hơn. Kích cỡ này là kích cỡ chữ kích cỡ này là kích cỡ chữ chỉ khoảng 4-5 cm thôi. Nếu mà các bác đặt khoảng 1 tấc như là khoảng 10 cm á, thì cái chữ nó sẽ đẹp hơn. Và thứ cuối cùng, sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bác, đó là cái bộ tựa lưng và đầu dành cho người ngồi. Thì mình thấy cái bộ tựa lưng này ngồi tương đối êm đó các bác. Giá cả thì mình để ở trên màn hình đó nha. Ngồi tương đối êm, nhưng mà cái nhược điểm của nó đó là gì? Đó là khi mà ngồi lâu đó, các bác sẽ cảm giác nó hầm. Cho nên nếu mà bộ phụ kiện này các bác kết hợp với cái mà ghế hạt gỗ dành cho người ngồi á, thì nó sẽ thoáng mát hơn. Và cái đệm này nè, mình có cảm giác nó rất là êm. Cái đệm này nó mềm, êm ha, nhưng mà nhược điểm của nó hơi hầm. Và các bác thấy cái ghế này nè, cái đầu của nó hơi cúp ra đằng trước quá, nó không có phù hợp với tư thế đầu của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta gắn vào cái tựa đầu này
vào rồi á, thì lúc đó những lúc mà nghỉ ngơi á, chúng ta dựa đầu vào sau á, chúng ta có cảm giác cái cần cổ của chúng ta nó đỡ mỏi hơn rất là nhiều, và cái phần lưng này nè chúng ta không có cảm giác nó bị quá sâu giống như cái ghế bên kia, đúng không? Cái ghế này chúng ta sẽ được dựa lưng tốt hơn, và chúng ta nên kết hợp với cái ghế với cái miếng lót hạt gỗ á, thì sẽ tốt hơn. Rồi, clip đến đây là hết. Thì nội dung của clip này thì mình xin nói lại, đó là giới thiệu những cái thứ mà mình nên gắn khi mình mua một chiếc ô tô mới hoàn toàn về. Và những clip sau thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết sử dụng những cái phụ kiện mà nãy giờ mình nói đó, áp suất lốp, cái HUD, tốc độ lái xe lên kính lái, cái camera hành trình Vietmap B39, rồi cái cảm biến áp suất lốp mình mua được ở trên mạng, và cái bơm lốp xe nữa mình để lạc ở đâu rồi, thì hôm khác mình sẽ làm một clip giới thiệu với các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác. Nếu các bác thấy hay thì các bác hãy theo dõi mình để mình có những cái chia sẻ hay về chiếc xe Mitsubishi Outlander này sẽ gửi đến các bác. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bác mạnh khỏe với dịch Covid-19 nhé.